Xin mời Diệu Thành, và sau đây chúng ta sẽ quay máy quay lại với máy bác Nguyễn Văn Dựng, Lâm Đồng chuẩn bị ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con thưa thầy, câu hỏi này con đã hỏi một lần nhưng có nhiều bạn bè tu là xin nhờ con hỏi lại một lần nữa, vì các bạn khi đi phóng sanh vẫn gặp rất là nhiều những cái trường hợp người đi phóng sanh mà chưa được làm, chưa được như lý như pháp ạ. Con xin đọc câu hỏi vừa lại của con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy từ bi cho con hỏi một câu. Khi đi phóng sanh, chúng con có nên đặt mua trước những con vật hay không? Có những loài chim sâu nhỏ xíu hay những loài cá rất nhỏ, nhưng vì những người đi phóng sanh nghĩ rằng càng cứu nhiều mạng sống thì công đức càng lớn, nên đã đặt mua tất cả những con vật rất nhỏ để cho được nhiều. Nhưng trong thực tế, những loài chim cá này nếu không phóng sanh cũng chẳng có, hoặc rất ít người ăn vì nó nhỏ và rất tanh. Có rất nhiều tổ chim sâu có con còn rất nhỏ. Hàng ngày vì nhu cầu của người đi phóng sanh đặt mua trước, nên một số người đã tìm mọi cách săn bắt. Họ đã bắt hết chim bố, chim mẹ đi bán, để lại những chú chim sâu nhỏ bé rất tội nghiệp, không có ai nuôi dưỡng, đã bị chết đi. Vô tình người phóng sanh tưởng cứu được mấy con chim lớn, nhưng còn lại những chú chim con lại bị chết thê thảm vì đói khát. Chim bố mẹ vì nhỏ lại bị những người bắt chim đi bán quá xa. Khi được thả, chúng không thể quay về tổ cũ được. Hôm nay chúng con kính xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con nên phóng sanh và cứu vật như thế nào cho đúng như lý như pháp ạ. Chúng con xin thành tâm tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nếu tình cờ chúng ta gặp một người cầm cái lồng chim thì chúng ta cũng nên mua để mà giải thoát mạng sống thì đúng. Còn mình sơ ý, theo như em nghĩ là có nhiều người sơ ý là trước khi phóng sanh thì thông báo cho những người ta bắt chim đó: chư vị ơi, tuần sau chúng tôi sẽ cần một số chim để mà phóng sanh. Thì vô tình những con chim nó đang sống trong cái tổ nó ngon lành, hạnh phúc vô tình, mà những người bắt chim nó họ tham cái tiền của mình mà họ vây, họ bắt, thì cũng là cái điều sơ suất trong cái việc phóng sanh thực sự. Chính vì thế mà chư vị ơi, nếu mà phóng sanh chúng ta phải nghĩ là làm sao mà phóng được những con vật mà nó bị bắt giết hại, chứ còn chúng ta đừng có tạo, nhưng không nên tạo cái cơ duyên cho những người tham tiền mà tung ra bắt những con vật đó, uổng lắm. Trước đây có một lần Dư Âm gặp một người đi từ Cần Thơ cơ xuống Sài Gòn, đem theo một cái lồng rất là lớn, trong cái lồng đó rất nhiều con cào cào châu chấu nhỏ nhỏ trong đó, và người đó cứ đem bó từng bao như vậy bán. Tôi hỏi chứ anh bán bao nhiêu một cái? Thì anh nói là người nào mua là phải có điều kiện, là biết phóng sanh thì tôi mới bán, chứ không biết phóng sanh thì tôi không bán. Tôi nói anh bắt cái con này ở đâu? Bắt lên từng Cần Thơ cơ, rồi anh xuống Sài Gòn để cho người ta mua. Ta hỏi tại Sài Gòn có đâu có những cái vườn mà để những con châu chấu này nó sống? Ở giữa thành phố thì làm gì có cái mảnh đất mà có những nghĩa là cỏ xanh để mà con châu chấu này sống. Anh là một người tạo tội chứ không phải là tạo phước đâu, tại sao anh làm những chuyện đó? Chư vị thấy không? Vì sới anh nó tưởng làm như vậy là được phước đức, vì tạo cho cái duyên người ta phóng sanh, anh tạo cho cái duyên người ta phóng sanh, trong khi phóng ra con nào thì chết con hết, phóng ra con nào chết con, giữa thành phố Sài Gòn làm sao biết phóng ở đâu đây? Cho nên mong chư vị phải nhớ là đừng nên sới đi phóng sanh thì rất tốt, và do ông nghĩ rằng nên âm thầm ra chợ mua đi những con vật nào mà chuẩn bị lên thớt rồi chúng ta mua, giúp cho thoát khỏi cái ách nạn tử nạn của nó thì tốt lắm. Chứ còn chư vị đặt trước thì cũng có nhiều cái sơ suất. Và dâm còn có nghĩ ra một phương pháp nữa là có nhiều người mua cá mua chim về,
nhốt trong nhà 2-3 ngày để chuẩn bị cái lễ phóng sanh. Thì do ông nghĩ khi mà đi hộ niệm rồi mới chợt nhớ ra là những con người là người bằng xương, bằng thịt, bằng tâm, bằng trí, nói được tiếng Việt với nhau mà chúng ta tới năn nỉ ý ôi. Nhiều khi năm này qua năm khác mà người ta không chấp nhận, thì làm gì một con vật mà chúng ta có thể tụng kinh tụng chú mà có thể cảm ứng được với nó. Làm sao chúng ta truyền thọ tam quy mà nó nhận cái tam quy truyền thọ của chúng ta? Rõ ràng muốn giữ giới thì chính cái cá nhân đó phải phát tâm tự nguyện giữ giới, chứ chúng ta ép người ta giữ giới đâu có được. Trong khi nhốt trong nhà, nhiều khi ở trong cái môi trường vô cùng khó khăn chật hẹp, họ khó thở mà đến nỗi nhiều khi phải chết tức tưởi trong cái bồn chứa đó, thì làm sao gọi là phóng sanh? Cho nên thành ra giáo nghĩ là muốn phóng sanh chư vị cứ đem ra thả liền đi, để cho nó kịp thời trở về cái môi trường thoải mái. Thả xong rồi thì mình muốn làm bao nhiêu lễ mà làm. Làm lễ không phải làm lễ riêng cho những con cá, con chim mà mình thả. Tại sao những con cá, con chim khác nó cũng ở trong cái loài súc sanh chịu nạn? Ta cũng đem tất cả những cái phước báo của tụng kinh tụng chú niệm Phật đó phổ đồng cho tất cả mọi con vật, con ếch, con chim, con sâu, con gì cũng được, lợi là cá, thì tự nhiên cái tâm mình nó bao la hơn, đúng không chư vị? Mà nó cứu được những cái con vật mà mình nhốt tức tưởi nó chết. Mong chư vị phải nhớ cho, trong đạo Phật chúng ta nói niệm một câu A Di Đà Phật thì chúng tứ kim cương này sẽ bất hoại trong tâm, muôn đời vạn kiếp không có mất. Thì ngược lại, một cái niệm phiền não, một cái niệm tức giận, một cái niệm oán hờn mà khởi ra cũng trở thành một cái chúng tử oán hờn mãi mãi ở trong tâm của họ, không bao giờ tiêu mất. Mình suy nghĩ kỹ coi thứ hai cái chúng tử này, chúng tử nào mạnh hơn? Chúng tử Phật thì chúng không biết, tại chúng đâu có tự nguyện. Còn cái chúng tử mà căm hờn những người làm cho chúng chết, nó mạnh hơn. Chính vì thế mà cái phóng sanh chúng ta phải cẩn thận, đừng nên làm chúng sanh bị chết nhiều quá mà biến thành cuộc phóng tử thì cũng tội nghiệp. Và nhất là những loài chim, xin chư vị phải nhớ là những loài chim nó có cái môi trường sống của nó, đem ra cái môi trường không đủ cho nó sống, nhiều khi chúng không biết đâu mà ăn. Nhất là chư vị đi mua chim nuôi mà thả ra ngoài đồng, chính chúng không biết được ăn. Con cá, con cua cũng vậy, phải thả cho đúng cái môi trường để chúng khỏi chết, chứ không phải mua cá đem ra thả, mua cá nước mặn về thả nước ngọt chết liền, mua cá nước ngọt làm thả cái nước lợ nó chết liền, tội nghiệp lắm. Mong chư vị cố gắng cẩn thận nha chư vị, đừng nên sơ suất mà cái cuộc phóng sanh của mình đúng ra là nó viên mãn mà nó thành ra có sự sơ suất thì cũng tội nghiệp cho cái lần sự phát tâm của mình vậy ha chư vị nha. Chúng con xin tri ân công đức của thầy.